Em xin chào các bác đam mê và thích hoa lan nhé. Trong video lần này thì em có một cái mặt hoa lan giới thiệu cho các bác để các bác nhận biết cái hoa lan này so với những cái dòng lan khác nha các bác nhé. Thì các bác xem video chia sẻ bán lan của em thì cũng rất nhiều rồi, thì các bác cũng biết cái dòng này rồi. Em cũng lồng trong những video đấy, đó chính là cái cây kiếm lá giáo nhé, địa lan kiếm lá giáo các bác ạ. Thì đây chính là cái mặt hoa của lan, địa lan kiếm lá giáo. Tuy nhiên là một số cái bắt đầu nó tàn rồi các bác ạ. Đấy. Chơi được khá là lâu các bạn. Đây, địa lan kiếm lá giáo. Nếu mà nó mọc sai hoa thì nó khá là đẹp. Đấy. Tiếc là mà mấy hôm em đi vắng là nó ít tưới, làm ra là hơi khô là nó nhanh tàn các bác ạ. Đây. Một bụi kiếm lá giáo rất là dày. Trong tự nhiên thì kiếm cái bụi này hơi khó. Nên cái bụi này thì em trồng từ những cái cây con bé xíu sát vào nhau thì nó lên được cái bụi này các bác nhé, chứ không phải là nguyên một bụi đâu. Đấy, các bác xem đây, có mỗi mấy bông này là chưa tàn lắm, thì em cũng quay lại giới thiệu các bác cái mặt hoa của lan kiếm lá giáo. Đấy, thế này, kiếm lá giáo này thì thuộc chi địa lan nha các bác nhé. Nó giống như các dòng kiếm khác này, bạch ngọc, tiên vũ, lô hội này đều là cùng chi địa lan kiếm cả, Cymbidium. Và kiếm lá giáo này thì phân bố chủ yếu nó mọc khá nhiều lơi ạ. Đông Bắc Tây Bắc đều có, cả trong miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam đều có kiếm lá giáo nhé. Nhưng mà có một số dòng lan kiếm lá giáo hoa sẽ khác nhau. Đấy, ví dụ như ở trong Quảng Bình chẳng hạn, em biết được là có cái dòng là kiếm lá giáo hoa màu xanh đấy. Thì vùng này kiếm lá giáo của em là vùng Hà Giang các bác nhé. Đấy, hoa lại phớt hồng như này. Đấy, rồi là vùng Bắc Cạn là Lạng Sơn thì kiếm lá giáo hoa lại màu trắng trắng hơn cơ. Đấy, bông, mặt bông nó lại khác khác hơn, màu sắc nó khác hơn một chút. Đấy, cái này thì nó lại màu phớt hồng cái này. Đấy, đây này, nó hao hao giống bông xích ngọc, nhưng mà cái màu hồng của nó thì nghiêng về tím tím hơn một chút. Đấy, và cái kiếm lá giáo này thì nó mọc thì ở những nơi nó cũng hơi oái oăm một chút này, nó giống như thằng hài ấy. Kiếm lá giáo này thì thường mọc ở trên gần đỉnh núi thôi, gần đỉnh núi và ở những cái khe đất đá rồi là các thứ nó ẩm thấp đấy. Nó ẩm thấp và trên những cái tầng thực vật có những cái tán cây rừng nó che thì cây nó mới sống được. Cái cây này nó cũng không ăn nắng trực tiếp 100% được nhé. Nếu mà ăn nắng trực tiếp 100% là cây rất dễ là cháy lá và lụi dần. Đấy, cái này nó lại ưa như thế cả, cao nhưng phải thoáng mát đấy, và có độ ẩm ở bên dưới duy trì tốt thì cây sống ok được. Đấy, đây là cái mặt hoa của kiếm lá giáo ấy. Cần hoa ra từ phía bên dưới thân ở dưới nhé các bác nhé. Đấy, cần hoa ra thì bên dưới này, cần hoa dài đến 20 cm đấy, và mỗi cần ra thì khoảng 5 đến 8 bông hoa đấy. Tùy vào lực cây nhé các bác nhé. Đấy, ví dụ như bông hoa kiếm lá giáo này, cái này thì cần hoa được 4 bông, một bông nó bị rụng mất rồi. Đây, 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 hoa màu như này, màu này là màu hồng phớt hồng, màu phớt hồng nhưng mà nhạt nhạt một chút, cũng chưa thật sự là hồng đậm. Đấy, 5 cánh nhé, hai cánh dưới thì thon hơn, hướng xuống phía dưới, còn hai cánh trên, hai cánh trên to hơn nhé, chiều dài hai cánh trên khoảng 2 cm, hai cánh dưới thì khoảng 2,5 đến 3 cm, và cánh trên cùng. Đấy, cánh trên cùng đây thì cũng thon bầu hơn cánh hai cánh dưới một chút, chiều dài khoảng 2,5 cm đấy. Và màu chủ đạo là màu trắng nhá, màu trắng ngả vàng như này, chứ chưa phải là màu trắng trắng tuyền đâu. Đấy, trắng đục đục thôi. Đấy, và hai cánh bên như này là có sọc này, sọc màu hồng này các bác này. Đấy, màu tím hồng đấy. Lưỡi thì nó cong uốn này, đặc trưng của địa lan ấy, hơi kiểu khá giống kiểu bông mặc xuân đấy các bác này. Đây, các bác nhìn bên trong xem đấy, mũi của nó màu vàng. Đấy, một bông hoa thì kết cấu thì em đánh giá là cũng bình thường, nó không có gì là xuất sắc cả, nhưng mà chơi để sưu tầm là ok được. Những dòng này nếu mọc sai hoa nhiều ấy thì đây các bác nhìn tổng thể này khá là đẹp nhé. Đấy, và kiếm này ra hoa vào đầu hè các bác nhé.
từ tháng 4 đến tháng 5 đấy là bắt đầu là mùa hoa của kiếm lá giáo đấy. Đây chính là cái quả này, quả của lan kiếm lá giáo năm ngoái thì em đậu khá nhiều quả đây này, rất nhiều, nhưng năm nay không biết thế nào, không biết là có đậu quả không, thì hoa cũng tàn nhanh quá, đầy nhiều quả lắm. Đây là cái mặt hoa của lan kiếm lá giáo, giới thiệu cho các bác. Cái cần hoa thì nó cũng khá là mỏng manh và yếu. Đấy. Cái kiếm lá giáo này thì nó phân bố không nhiều đâu, mỗi núi nó chỉ mọc khoảng vài bụi thôi đấy, nó không có quá nhiều. Do vậy là nếu mà muốn lấy được nhiều cái cây kiếm lá giáo này phải đi rất nhiều núi thì mới lấy được đấy. Kiếm lá giáo và cái cây này thì ngoài tự nhiên thì nó cũng ít, không nhiều đâu. Đấy. Một số bác mang kiếm lá giáo thuần về trồng tàn chết mà kêu có sống, nhưng mà thực sự là em thấy cũng không có quá là khó sống lắm. Em trồng đây này, đây là trồng theo kiểu ngày xưa đấy, tàn cứ gỗ gọi là mục này. Em chưa có thời gian em trồng lại cái chậu này, gỗ mục một bộ rễ ra rất khỏe nhá. Cái bộ rễ kiếm lá giáo thì to như rễ địa lan đấy. Đây em cho các bác xem luôn là cái lan kiếm lá giáo đấy, cũng hoa màu tím đấy. Đây này, để chỗ ẩm là nó sẽ ra rễ mà, rễ địa lan này to đùng này đấy, rễ lon đây đấy. Đây mầm rễ này, em thấy không có là quá sống đâu đấy. Rất là dễ sống mà đấy. Sao các bác về trồng cũng chết được mà đấy. Thì nói sơ qua về cái cách trồng và chăm sóc cái lan kiếm lá giáo này đấy. Thì trồng như này thì không đúng đâu các bác là... các bác không nên trồng như này như em thì em này quay chủ yếu giới thiệu mặt hoa các bác ơi. Các bác phải trồng bằng vỏ thông trộn với những cái chất mùn tốt nhé. Đấy, chất mùn tốt là nó ưa ẩm ấy, hoặc là các bác phải trộn vỏ thông với cái đá loại những các loại đá thấm thủy ấy, giữ nước tốt ấy, giữ nước và thoát nước tốt ấy. Là các bác trộn lẫn tỷ lệ với nhau các bác trồng là ok thôi đấy, hoặc trồng nguyên bằng đá thấm thủy cũng được này. Ở ngoài rừng ấy thì nó hay mọc ở những nơi có những cái hốc đá ấy, khe đá ấy. Nó rất là ẩm và nó có một lượng mùn nhất định ở đấy thì cây nó phát triển rất là tốt đấy. Cái dòng địa này mà đấy. Các bác trộn giá thể sao cho nó tơi xốp và nó có nhiều dinh dưỡng là cây sẽ sống ok thôi. Kiếm lá giáo này, và lưu ý là cũng không nên vùi sâu cái phần gốc của cây quá nhé. Đây em lấy ví dụ đây là, đây là một khóm kiếm lá giáo rất to này. Đây này, thì cái này thì trồng thì các bác là trồng chỉ đến cái phần rễ này thôi đấy. Đây, lại làm gãy mất một cái rễ của nó rồi. Đến đến cái phần rễ này thôi. Đấy. Nhiều khi là cây nó mọc linh tinh như này nó hơi khó trồng thì các bác có thể cắt riêng ra, nhỏ ra để các bác tách ra trồng cũng được. Đấy, củ này đây này. Những cái thân già này cũng lên mầm hết này các bác này. Đấy. Đây là thân của kiếm lá giáo này. Nó mọc như thế này là mọc theo địa hình nhé. Địa hình vách đá các thứ là nó sẽ men theo dần lên đấy. Các bác thông cảm là cái tiếng ve kêu khủng khiếp quá, là em quay là có tiếng ve lẫn vào, là nó hơi ầm một chút nhá các bác nhá. Đấy. Mùa hè mà, chính xác mùa hè luôn. Đấy. Đây có con nhện này. Trồng kiếm này thì các bác lưu ý cho em là nó có kiếm lá giáo thì các bác chăm sóc như gần giống lan hài cho em. Đấy. Nó hơi đặc biệt một chút. Đấy. Cái thằng kiếm này nó không giống như những thằng kiếm bích thủy hay là tiên vũ lô hội đâu ạ. Nó sẽ khó hơn một chút so với những thằng đấy. Đấy. Nếu mà trồng nguyên bằng vỏ thông cũng được, nhưng mà cái giá thể này nó hơi bị khô. Do vậy các bác nếu mà trồng nguyên bằng vỏ thông thì các bác phải tưới đều cho em đấy. Đấy. Cái cây này thì các bác để trong bóng râm cho em nhé. Và để nó cách đất cao lên một chút. Đấy, khoảng 20cm. Đấy. Nó khó tính như thằng hài một chút vậy. Đấy. Và cây này ở trong miền Nam thì hoàn toàn trồng ra hoa được nhé. Thì em cũng... được một bác trong miền Nam gửi ra rồi, bác ấy trồng thuần sống và cũng ra được mấy cọng hoa thôi, mới thuần mà, khách hàng của em ấy, kiếm lá giáo. Đây các bác một lần nữa thì ngắm lại cái cây hoa lan kiếm lá giáo nhé các bác nhé. Đấy. Trong video này thì em giới thiệu với các bác cái mặt hoa của lan kiếm lá giáo, giới thiệu về cái cây lan này. Các bác thấy video hay và bổ ích thì các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ em, like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Em chân thành cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Sẽ có những
mặt hoa lan mới lạ chia sẻ cho các bác.